500 đổi lấy 1 giờ, bao nhiêu đổi lấy 1 giờ bên em. Anh chỉ muốn nhìn thấy em cười vì nó tỏa sáng luôn cả đêm đen. Bầu trời của một gã sau đời gặp em bỗng chốc hóa thêm màu hồng. Có lẽ em là thứ tuyệt vời mà anh luôn muốn được ôm vào lòng. Nếu tình đắng như ly cà phê thì anh sẽ uống không chừa giọt nào. Bởi vì thêm vì sâu đã ý từ môi của em nên thấy ngọt ngào. Em nói em thích dạo phố, thích đi qua những hàng cây xanh. Dẫn em đến những nơi em thích, chỉ cần em nắm chặt bàn tay anh. Vẫn sẽ giữ em ở bên mình, không để em yêu thêm ai khác. Bởi vì em chính là báu vật mà biết bao người luôn muốn khai thác. Anh muốn được cùng em trò chuyện dưới ánh trăng và mặc kệ đêm trôi. Muốn được nói với cả thế giới rằng anh chỉ yêu một mình em thôi.